chú từ đâu đến để tham gia đại lễ hội ngày khai sáng Phật đạo Phật giáo Hòa Hảo của Đức Bình Giáo Chủ ạ? Dạ. Dạ, gần U Minh là ở Cà Mau đúng không chú? Dạ. Từ Cà Mau lặn lội xa xôi lên tới tỉnh An Giang để tham dự đại lễ hội ngày khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo ngày hôm nay. Chú cho con hỏi chú từ đâu đến ạ? Chú từ đâu đến để tham gia đại lễ hội ngày khai sáng Phật đạo Phật giáo Hòa Hảo của Đức Bình Giáo Chủ ạ? Dạ. Dạ, gần U Minh là ở Cà Mau đúng không chú? Dạ. Từ Cà Mau lặn lội xa xôi lên tới tỉnh An Giang để tham dự đại lễ hội ngày khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo ngày hôm nay. Dạ, con thấy chú chắc có thể bị thương vì chú phải chống nạn đi đến ngày đại lễ ngày khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo ngày hôm nay. Theo con nghĩ là chú có lòng tin rất là lớn với Đức Thầy,
vì một người bình thường đi đã khó khăn rồi, nhưng chú lại chống nạn đi tham dự đại lễ ngày khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo ngày hôm nay. Dạ chú cho con hỏi chú thứ mấy ạ? Dạ chú ba ở gần U Minh Cà Mau lên để mà tham dự đại lễ hội rất là lớn của đạo Phật giáo Hòa Hảo, là ngày khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo của Đức Phật Thầy nha quý cô chú anh chị. Rất là tín ngưỡng, rất là tin Đức Phật Thầy ạ. Con xin chúc chú ba thật nhiều sức khỏe và luôn luôn có tấm lòng để hướng về Phật pháp ạ. Dạ. Con xin cảm ơn chú ba ạ. Dạ. Con xin cảm ơn những lời chia sẻ của chú ba ở gần U Minh Cà Mau rất là nhiều. Quý cô chú anh chị có biết không, ngày đại lễ ngày khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo ngày hôm nay thì rất là đông mọi người tham dự. Một người đi lại bình thường rất là khó khăn, nhưng chú ba vẫn chống nạn từ gần U Minh ở Cà Mau đến đất An Giang để tham dự ngày đại lễ ngày khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo ngày hôm nay rất là quý. Vì một người bình thường đi lại theo duy nghĩ cũng rất là khó khăn luôn á, nhưng chú ba vẫn chống nạn thì theo duy nghĩ là chú ba có lòng tín ngưỡng Đức Thầy rất là lớn, cầu mong cho trên phù độ cho chú ba có thật nhiều sức khỏe để tham dự đại lễ ngày khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo ngày hôm nay. Đến đâu rồi?